Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay giao lưu với tất cả các bạn một cây tùng Đài Loan nha bạn, Đài Loan zin nha. Đó, cây phôi nha bạn, nó quay xa. Cây này lắc dán lông từ gốc tới ngọn luôn, củ đế là khỏi phải bàn tới luôn nha. Đó, củ đế nè, quay cho bạn xem củ đế nè, cực kỳ già luôn, thân nó lắc nè từ gốc tới ngọn luôn. Tùng Đài Loan zin nha bạn, hàng vừa về vừa cập bến luôn. Đó, để em quay cái đường thân cho bạn xem nha. Đó, lắc dán lông từ gốc tới ngọn luôn. Đó, cái này hoành thân ngay đây là 25 nha bạn, hoành thân 25 cm. Đấy, khủng khiếp. Đó, này xem đế quá khủng khiếp. Rồi anh em có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872. Em ở Long Tiên Cà Lậy Tiền Giang nha. Anh em nào có ở gần thì có thể đến tận nơi giao lưu nha anh em. Đó, rồi chào tất cả anh em.